Quý vị, cũng trong ngày 18 tháng 3, đại diện của hãng sản xuất ô tô Toyota tại Ấn Độ, gọi tắt là TKM, đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương về việc tranh chấp tiền lương dẫn tới đóng cửa hai nhà máy của Toyota tại nước này. Trong những năm gần đây, Toyota liên tục đóng cửa nhà máy ở nhiều nơi vì những lý do khác nhau. Đến khi chính phủ Nhật lên tiếng yêu cầu doanh nghiệp tăng lương, Toyota đã tiên phong tăng lương mạnh. Nhưng điều đó cũng không khiến hãng này tránh khỏi bất đồng chuyện lương bổng với giới lao động ở Ấn Độ. Trước đó, Toyota Motor đã buộc phải đóng cửa hai nhà máy do công nhân đình công sau thời gian 10 tháng đàm phán tăng lương không hiệu quả. Hai nhà máy này đặt tại Bangalore, doanh số không là bao so với tổng doanh số toàn cầu của Toyota, nhưng là nơi sản xuất chủ yếu cho thị trường ô tô lớn thứ 6 thế giới là Ấn Độ. Chúng tôi sẽ bàn bạc với phía lãnh đạo của Toyota và đại diện phía công đoàn. Họ đã có những bất đồng nhỏ và chúng tôi sẽ cố gắng hòa giải. Sở lao động sẽ đưa ra quyết định. Phó chủ tịch của TKM thì tin rằng đây cũng là cơ hội để bày tỏ những khó khăn mà Toyota Ấn Độ đang gặp phải. Phía chính quyền phải ghi nhận rằng thị trường vẫn còn yếu ớt, doanh thu kém, ngành công nghiệp sản xuất ô tô đang gặp khó. Vì vậy, cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Vụ đóng cửa nhà máy của Toyota không phải duy nhất. Trong mấy năm đổ lại đây cũng đã có một vài vụ tương tự. Năm 2012, Suzuki Motor Ấn Độ đóng cửa sau một vụ bạo động khiến một người chết, hơn 100 người bị thương. Suzuki lỗ 250 triệu đô la Mỹ. Vụ việc của Toyota lần này như giọt nước tràn ly, gây thêm áp lực và lo ngại đối với ngành sản xuất ô tô tại Ấn Độ, mà chủ yếu là các hãng sản xuất nước ngoài đến tìm nhân công giá rẻ. Nhưng khi không thỏa thuận được mức lương với người lao động, Toyota Kirloskar Motor buộc phải ngưng toàn bộ quy trình nhằm đảm bảo an toàn và tránh thất thoát thêm. TKM còn cho biết, trong gần một tháng qua, việc các công nhân biểu tình diễn ra rất thường xuyên. Chủ tịch công đoàn TKM cũng lên tiếng, việc đóng cửa càng khiến cho công nhân khó khăn hơn. Toàn bộ công nhân đều gặp khó khăn vì nhà máy đóng cửa, họ không có việc làm. Phía lãnh đạo công ty đã không ngồi lại thương lượng với công nhân như đã hứa, mà tôi nghĩ họ cũng sẽ không làm vậy, cho tới khi nào việc này được đưa ra chính quyền, phải có một cuộc họp chính thức mới được. Nhà máy mới đây nhất đóng cửa là vào ngày 16 tháng 3. Trong năm 2013, Ấn Độ chỉ đóng góp 1,6% doanh thu toàn cầu của Toyota Motor. Cũng trong năm ngoái, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản này chiếm 4,5% thị phần Ấn Độ, sản lượng đạt 173.000 chiếc, doanh số đạt 147.000 chiếc. Tại đây, Toyota Ấn Độ có hai nhà máy, một xây dựng từ năm 1997, sản xuất dòng xe Fortuner và Innova. Một được xây dựng từ năm 2010, sản xuất dòng Etios và Corolla Altis. Vụ việc đóng cửa nhà máy diễn ra chỉ một tuần sau khi Toyota Motor tuyên bố tăng lương cho công nhân. Đây là mức tăng lương cao nhất trong 21 năm qua của Toyota. Thành viên công đoàn Toyota Motor sẽ được nhận thêm trung bình 26 đô la Mỹ so với mức lương cơ bản hàng tháng. Đây là mức tăng 0,8% so với lương cơ bản của năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mốc 39 đô la Mỹ công đoàn yêu cầu trước đó. Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ để làm hài lòng người lao động tại đây. Hồi tháng 2, hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản cũng đã thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất tại Úc vào cuối năm 2017 do tình hình khó khăn về thị trường, trong đó có việc đồng đô la Úc tăng giá so với đồng yên. Trong khi đồng yên mất giá đã giúp Toyota đưa ra dự đoán mức lợi nhuận 18,4 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Toyota tăng lương trong bối cảnh phải trả thêm thuế bán hàng vào tháng tới, mức tăng thuế lần đầu trong 17 năm.